Hi, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Hey, như hôm qua mình hứa là mình sẽ quay cho mọi người cái quang cảnh ở buổi sáng mọi người sẽ có view như thế nào. Thì ở phía đằng kia chính là bình minh, mặt trời sẽ mọc ở phía đằng kia. Xa xa ngay trước mắt của mình thì sẽ là cái núi, mây bao quanh núi luôn. Như mọi người có thể thấy trên hình, khá là chill. Là một cốc cà phê ngồi đây thì hết bài luôn. Thì cái không gian ở đây mình phải chấm được cho 9 điểm đấy. Nếu mà hướng mặt trời phía kia thì đối diện bên kia mình cũng có thể là đón được hoàng hôn luôn. Như anh chủ bảo là bây giờ nhìn lên cái chỗ núi núi kia mà đang có mây thì mình đi ngược lại đèo Mã Pì Lèng thì khả năng sẽ săn được cái chỗ biển mây ở dưới cái thung lũng Mã Pì Lèng đấy. Nên là bây giờ mình sẽ định là chạy ngược lên Mã Pì Lèng để xem là có săn được mây không, rồi mới bắt đầu quay lại và đi lũng cú. Ok, bắt đầu lên đường nha. One Tìm quanh quanh khu đường phố cổ thì mình thấy được cửa hàng này. Thì thôi bây giờ cũng 9:30 rồi, nên là ghé và ăn luôn. Một suất này 35.000. À, mọi người thấy đây là 35.000 thì ăn thử nào. Có bánh cuốn này, sao có ba cái bánh cuốn với một cái trứng. Chung là nó cũng giống Hà Nội nhưng được cái không khí lành lạnh, lành lạnh ăn bánh cuốn ấm ấm nóng nóng này đúng không? Nghĩ này là 35.000 hai cái chả có trứng này, ba miếng bánh cuốn. Okay. Mời mọi người ăn sáng nha, mời mọi người ăn sáng. Hai, trên đường đi ra Mã Pì Lèng thì mình thấy có một cái đoạn đường khá là quanh co như thế này. Lúc đầu nhầm tưởng là dốc Thẩm Mã nhưng mà không phải. Cũng có chỗ gửi xe ô tô và xe máy. Mình hỏi trên này là cái tượng gì. Xong rồi ấy lên trên này cái tượng. Thì người dân bảo là tượng đá tự lập nên thôi. Check in thì mình thấy góc này nó cũng không có gì. Vào gửi xe ô tô mất 10.000, xe máy 5.000. Đây, góc nó cũng bị hẹp với lại nó bị dốc quá ấy. Chụp chụp cố thì cũng không ra được cái con dốc ở dưới kia. Có chăng là mình sẽ chụp được cái đoạn mây, nó có cái núi núi có cái mây bên trên như thế này thôi. Trông cũng hùng vĩ. Nhưng mà cá nhân mình thấy mọi người cứ đi thẳng ra sông Nho Quế thôi. Chứ ở đây cũng không có gì. Ok, mình lên đường tiếp nhé. Sau khi đi khoảng 3 đến 4 cây so với cái địa điểm vừa nãy thì đây trước mắt mọi người sông Nho Quế hiện lên trước mặt.
đi. Long ơi, ra đây. Mọi người có thể đi thẳng lên trên kia một chút nữa. Chắc đâu đó khoảng 200m thì sẽ có một cái chỗ check-in, kiểu cà phê check-in ở trên đấy. Nhưng mà mình sẽ chọn ở góc này, bởi vì là nếu mà chụp góc nó hơi hướng xuống ấy, thì mình có thể làm backdrop của cái sông Nho Quế này luôn. Đấy, mọi người có thể chiêm ngưỡng sông Nho Quế, gọi là hình ảnh tạo nên Hà Giang. Bên dưới có rất nhiều cái con thuyền đang đi dưới. Mình hỏi người dân ở đây thì một vé thuyền rơi vào khoảng 500.000. Chắc là nó sẽ đi ra cái đập thủy điện kia. Và nó sẽ đi ra cái đập thủy điện kia này. Xong bắt đầu quay đầu về kia. Ở dưới kia sẽ là quay đầu hẻm Tu Sản ấy. Nhưng mà thời gian sáng nay ngủ hơi kỹ nên là mình không còn nhiều thời gian để mà có thể xuống trải nghiệm cái dịch vụ đấy được. Bây giờ mình sẽ lượn ngược lại lên Lũng Cú để tham quan cái địa đầu Tổ quốc cực Bắc của Việt Nam. Ok, mình sẽ sống ảo đây một chút rồi lượn ngược lên Lũng Cú nha. Mọi người sẽ gặp rất nhiều các em nhỏ. Các em nhỏ ở đây rất là thân thiện, thấy người đi qua sẽ vẫy tay chào, rất là đáng yêu luôn. Mọi người lưu ý vào điều này nha. Ở đây mình sẽ hướng dẫn một chút. Mọi người vừa đi qua cổng thì hãy để ý cái lối quay đầu luôn ấy. Nếu mọi người đi thẳng tiếp thì sẽ là đường cụt. Sau khi quay đầu thì mọi người sẽ thấy một cái bảng nhỏ nhỏ như thế này. Nó chỉ lối lên cột cờ quốc gia ấy. Đấy chính là lối lên cột cờ mà chúng ta đang muốn đến ấy. Sau khi đi cái bảng mà vừa nãy mình chỉ có phải vào đấy thì mọi người đi sâu vào bên trong này. Nếu mà có xe ô tô thì đi sâu trong này để xe ở chỗ khu quân đội này này đấy. Còn mọi người muốn đi đỡ mệt ấy thì quạt luôn vào đây, trong này sẽ là bán vé xe điện, cũng là chỗ để xe ô tô luôn đấy. Vé xe điện thì mình vừa mua xong là 60.000 khứ hồi cho hai người, có nghĩa là 30.000 một người khứ hồi. Ok, bây giờ mình sẽ chờ xe điện để đi lên trên kia nhé. Ôi, trước mặt mọi người đây chính là cột cờ Lũng Cú. Xe điện sẽ đưa mọi người được đến chỗ sân to to này và mọi người phải bước khoảng 200 bậc để lên trên cột cờ Lũng Cú. Lịch sử của cột cờ Lũng Cú bắt đầu xây dựng vào tháng 4 năm 2001 và hoàn thiện là 21 tháng 12 năm 2001. Muốn lên trên thì mọi người sẽ phải mua vé ở chỗ kia, 40.000 một người. Ok, mời mọi người lên tham quan cột cờ Lũng Cú cùng với mình nhé. Đằng sau mọi người là cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của Việt Nam. Đằng sau này là chùa Lũng Cú. Đấy, Long zoom vào cho mọi người xem. Đây là chùa Lũng Cú. Cái này mới xây dựng thôi. Mình chỉ dừng 2 năm trước mình đi thì chưa có, thì chắc là mới xây dựng khoảng 2-3 năm thôi. Còn bên tay phải của mình bắt đầu là sang bên Trung Quốc. Mọi người hôm nay trời khá là xanh nên là thầy nhìn thẳng sang Trung Quốc luôn. Ok, nhưng là đi 200 bậc lên đây khá là mệt, nó bị trùng chân vì ông kiểu leo núi. Mọi người có thể đi lên trên nóc, không biết lá cờ vàng vàng kia. Có một lối đi ở dưới chân của cái cột này. Nhưng mà mình đã tiết kiệm thời gian để mình đi sang các địa điểm khác nên là mọi người đến đây khám phá thì mọi người hãy đi nhé. Ok, mình check in một chút rồi
đi các địa điểm khác thôi. Mình định đi xuống dưới kia ăn nhưng mà dưới chân cột cờ Lũng Cú thứ nhất là mệt, thứ hai là nó có tiện đồ ăn luôn, với lại mình vừa check map đi đến dinh vua mèo thì nó rơi vào khoảng gần 1 tiếng di chuyển, đây là mình ăn tạm nhẹ một chút. Khoai này thì tùy size thì sẽ có giá, còn xiên này 15.000 một xiên này, trứng này 7.000 một quả này, cốc lưu mía này là 15.000 một cốc. Mình sẽ ăn nhẹ một chút trước khi đi xuống dinh vua mèo. Thì đằng nào tối cũng xác định ăn muộn nên là ăn nhẹ xong rồi tí ăn trưa lúc khoảng 2-3 giờ, mà tối khoảng 8 giờ ăn tối là vừa. Ok, mời mọi người nhá. À, tuyệt vời, mọi người thì thấy cái dinh thự này quá nhiều người đến nên đang sợ không vào được trong, đông người quá. Wow, đông thực sự. Ngoài chỗ tắc kia là bởi vì là có vài cái xe để nó không đúng quy định, mọi người cứ đi sâu vào trong này sẽ có chỗ gửi xe thoải mái luôn, ô tô xe máy đi thoải mái. Còn bên phải đây là chính là chỗ dinh vua mèo. Ok, mình vào bắt đầu tham quan nhá. Mình sẽ đi vào đây mua vé. Chị ơi, cho em 2 vé vậy ạ. 60.000. Dạ, 60.000. 30.000 vé đúng không ạ? Nhà của vua mèo hay còn gọi là dinh thự họ Vương có diện tích gần 3.000 m², tọa lạc trên đồi hình con rùa. Xung quanh là núi rừng bao bọc bởi thung lũng Xà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Hai bên con đường dẫn vào dinh là hai hàng cây sa mộc xanh mướt được mang về từ Trung Quốc. Dinh thự được xây dựng vào những năm 1919 và hoàn thành vào những năm 1928, tiêu tốn khoảng 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương lúc bấy giờ, tương đương với khoảng 150 tỷ đồng ngày nay. Dinh thự có 4 nhà ngang, 6 nhà dọc, 3 cung tiền trung hậu với tổng 64 phòng dành cho 100 người ở. Các bức tường được xây dựng bằng vật liệu đá xanh, mái vách bằng gỗ thông và lợp ngói đất nung. Nếu có dịp, mời mọi người hãy đến xem và chiêm ngưỡng tận mắt nha. Sau khoảng 15 phút di chuyển thì mình đã tới gọi là cái phim trường của bộ phim Nhà của Pao. Đây, cái làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm. Cho em 2 vé. Vâng, 10.000 là vé. Đi vào sâu xong khoảng 20 m thì mọi người có thể thấy đây ngôi nhà quay phim Chuyện của Pao. Ok, vào bên trong xem có gì nhá. Đây là phim trường của bộ phim. Đây là mọi người vào sống ảo. Ok. Còn về lịch sử thì nó không có gì. May là điểm này cũng là điểm cuối rồi. Cái mây bắt đầu xuống dưới núi. Và bắt đầu giờ mình đóng thẳng xuống Hà Giang là hợp lý. 3 hours later. Trên đường đi về, đây là thị trấn Quản Bạ. Thì anh em đói quá, bây giờ cũng 8 rưỡi nên là ghé luôn một cái quán lẩu ở vệ đường. Gọi suất lẩu cho hai người 400.000 chỗ này. Lẩu Thắng Cố, ăn thử đặc sản Hà Giang xem nào. Tối hôm lên đến nay chưa cái gì gọi là hải sản cả, toàn ăn đồ Hà Nội. Cũng không định review đâu nhưng mà ăn thử thấy nó cũng hay hay. Ví dụ đây là cái phở ấy, mình ăn thấy nó khá là thú vị. Nó nhạt nhạt, nó chả có gì, nó sốt sốt, dai dai.
Còn đây là cái miếng tiết của ngựa, ăn khá là mặn. Hình như là người ta pha nhiều nước hay là kiểu tiết này nó xốp rồi. Còn trong nồi này sẽ bao gồm, đây là cái thịt ngựa đã được ninh sẵn này. Quên, vừa nãy là trong set 400 là có thêm một đĩa thịt nạc của ngựa để nhúng nữa. Cũng chả biết review như thế nào, nhưng mà mình không phải là đi food tour, cũng không phải là một đầu bếp MasterChef. Nhưng mà mọi người nên thử cái món thắng cố ngựa ở Hà Giang nhé. Cái thắng cố này là các cái nhà hàng đã lái đi rồi, chứ nó không phải là như kiểu chế biến của, không phải như đồng bào chế biến, nên là mọi người cứ yên tâm. Tomorrow. Hi, xin chào mọi người. Hôm qua về mệt quá, sập luôn. Hôm nay cũng là ngày cuối rồi. Thì đây là cái homestay mình ở. Đây cũng là cái chuỗi nhà hàng mà bắt đầu đưa phở đá đến Việt Nam. Mai Sơn, Tea House, Ngô Lâu. Thì ở đây ngoài việc dịch vụ cho nghỉ ra thì mọi người có thể ăn sáng ở đây luôn. Ăn sáng phở đá ở đây thì có giá dao động từ 80.000. Khi mọi người đến đây thì cũng có dịch vụ cho thuê xe bắt đầu từ đây, từ Hà Giang này lên Đồng Văn luôn. Đây, không gian cảnh quan ở đây trông khá là chill ấy. Đấy, mọi người có thể đến đây thử. Mình vừa gọi một bát phở đá thì ở đây để cho cái này vào trước, cái thịt sống vào trước. Nóng. Mình sẽ thưởng thức xem nào, hoặc là nhìn nào. Đồ mình đã xong, mình sẽ thử đầu tiên nước dùng. Không ăn hay không phải nước dùng đấy. Ui, nước đậm đậm, thanh thanh. Chắc là phải nó luộc bằng bò nên là nó, cái vị nó khá là ngon, nó không bị kiểu lơ lợ giống kiểu mì chính. Bởi vì mình không thích ăn mì chính. Dạ, ok. Rồi cái thịt bò này trước mà nó còn mềm mềm, thấm thơm. Đó là cái nôi của mì đá. Ừ. Ồ, cái miếng thịt đen đen này nó thơm đúng cái vị của bò luôn. Còn cái vị này, cái này thì nó kiểu nó tan trong miệng ấy. Nhai dễ lắm, còn cái này nó hơi dai một chút. Nhưng mà nó thơm nồng nồng ngây ngây của cái bò. Ok. Rồi ok. Đức sẽ dẫn mọi người đi lên phòng mà tối hôm qua Đức ở. Ở đây thì ngay trước mặt đường vào là chỗ ăn sáng của mọi người. Còn đi lên đằng sau này sẽ là chỗ nghỉ của cho chính là chỗ nghỉ. Thì mọi người có thể thấy để co ở đây khá là kiểu gần gũi với thiên nhiên ấy. Duy chỉ là cái chỗ này thì nó đang xây dựng nên là hơi lộn nhộn một chút thôi. Chắc là anh chủ tiến tới sẽ dọn đi thôi. Còn bắt đầu từ đây lên này, cái căn bungalow, căn phòng đôi đơn hay là phòng tập thể hoàn thiện hết rồi. Phòng ở đây mình hỏi anh chủ thì anh chủ có bảo là đồng giá 450.000 một tối, kể cả các bạn có đến vào đêm, bởi vì là xe từ Hà Nội lên Hà Giang sẽ đến đây vào lúc 3 giờ sáng, sau đó mọi người nghỉ 3 giờ sáng đến 7, 8, 9, 10 giờ sáng là bắt đầu đi lên Hà Giang cũng ok, nhưng mà giá thì vẫn là 450.000, không có dịch vụ thuê phòng theo giờ đấy, thì mọi người cứ lựa. Thế là nếu mà như mình ở thì thấy khá là ok. Như tối hôm qua mình đến thì anh cũng thức để mở cửa, với lại mình ở bây giờ giá 450.000 là chưa bao gồm ăn sáng. Mọi người tranh thủ xuống kia ăn sáng luôn cũng được, xong bắt đầu đi. Rồi mời mọi người xem qua cảnh quan đây. Rồi, mời mọi người vào trong phòng. Phòng thì mình để đồ nó cũng hơi bừa, nhưng mà mình ghi cho mọi người xem. Đó, phòng này mình được nhận được vào tối hôm qua. View thì view ra ngoài
trồng núi. Chỗ này chắc anh ấy chưa làm xong, trông nó cũng không được thực sự là chill cho lắm, nhưng mà vẫn là được view thiên nhiên là ok rồi. Còn phòng thì rất đầy đủ tiện nghi và khép kín. Phòng đây là khép kín. Đây, giường này hơi nhộn tí nhưng mà review nhanh cho mọi người có một địa điểm mới khi đến Hà Giang. Đây, giường ở hai người, phòng vệ sinh khép kín. Có chăng là nếu mà anh chủ xem được cái video này ấy, thì anh sửa cái cửa đi nhé, cửa này kẹt không kéo được. Rồi, còn phòng vệ sinh thì sẽ đầy đủ. Vệ sinh, gương, các thứ. Rồi, phòng thì mọi thứ ở đây là ok. Nếu mà mọi người đến Hà Giang mà cần một chỗ nghỉ thì đấy là một sự chọn và một cái gợi ý cho mọi người. Mình thấy khá là ok. Giá thì thực sự là mình cảm thấy 450.000 cho một đêm khá là bình dân. Nếu mọi người muốn thuê thêm xe máy thì các anh ấy cũng có cái dịch vụ liên kết với lại bên thuê xe máy để các bạn đi Đồng Văn một cách dễ dàng nhất. Video thì đến đây chắc nó cũng dài lắm rồi, nên là mình hẹn mọi người video tiếp theo. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình để mình có động lực để đi những cái review một cách chân thực, và nó chỉ là cái review tự phát thôi, cũng không có lợi nhuận gì. Bởi vì mình thực sự, mình như đầu video mình giới thiệu là mình là một người rất là thích đi chơi, nên là thay vì việc đi chơi không thì mình sẽ mang thêm cái kiến thức và những cái trải nghiệm đến chia sẻ với mọi người, để mà mọi người có cái tham khảo trước khi chuyến đi, để cái chuyến đi nó hoàn hảo nhất. Như chuyến đi này của mình thì cũng gần như là hoàn hảo rồi, nhưng mà vẫn bị miss mất 1-2 cái chỗ địa điểm check in. Nhưng mà không sao, mình để lại một chút gọi là thiếu, để lần sau lại có cớ để đi lên đây chứ, không phải để đi lên một lần. Ok rồi, cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Chúc mọi người một ngày tốt lành, và chúc mọi người có những chuyến đi thật sự là có nhiều trải nghiệm và vui vẻ. Tạm biệt.